loài chó dingo hoang dã huyền thoại, loài kangaroo xinh đẹp và mang tính biểu tượng. Một sinh vật bí ẩn đem đến nỗi sợ hãi cho những nhà thám hiểm châu Âu. Loài thú mỏ vịt kỳ quái, thú vị và những con gấu túi đặc biệt không thể nhầm lẫn. Tất cả đều coi châu Úc là nhà và chúng cùng tạo nên một Australia hoang dã. Đây là video đưa bạn đi qua những vùng đất hoang dã của Australia và khám phá những cư dân thú vị của lục địa này. Một trong những sinh vật dễ nhận biết nhất của Úc dành phần lớn cuộc đời của chúng để ẩn mình trong những rừng cây bạch đàn rậm rạp. Được tìm thấy ở miền Đông và miền Nam nước Úc, gấu koala được biết đến là một kẻ thích ngủ hơn bất cứ điều gì, và chúng là một sinh vật ăn lá, sở hữu lối sống chậm chạp. Tuy nhiên, loài gấu túi nổi tiếng này còn có nhiều điều thú vị hơn mà có thể bạn chưa biết. Những con gấu túi sống tại các vùng đất phía nam mát mẻ hơn của đất nước Australia có thể lớn hơn gần 1/3 và có bộ lông xù xì, dày hơn nhiều so với những con koala sống tại vùng khí hậu nhiệt đới ẩm xa hơn về phía bắc. Tạo hóa ban tặng cho chúng một bộ lông màu xám và trắng kết hợp với màu của vỏ cây bạch đàn, giúp gấu koala hòa nhập với môi trường xung quanh một cách hoàn hảo. Bộ lông cũng giúp chúng ngụy trang trước những kẻ thù khi chúng cần di chuyển từ cây này sang cây khác trong một vùng đất trống. Gấu túi sử dụng nhiều loại âm thanh để giao tiếp với nhau. Con đực có tiếng gầm gừ sâu, và âm thanh đó cũng chính là thứ tạo nên địa vị cũng như vị trí của chúng. Một con đực thống trị sẽ có một lãnh thổ bao gồm phạm vi sinh sống của một số con cái. Đối với những con gấu koala, các giác quan như thính giác và khứu giác của chúng phát triển mạnh mẽ, giúp chúng có thể sinh tồn được trong môi trường hoang dã khắc nghiệt của Australia. Việc phải di chuyển qua lại giữa những cây bạch đàn đem đến mối nguy hiểm cao độ cho những con koala. Chúng có thể sẽ trở thành con mồi của những con chó săn. Mặc dù được trang bị hàm răng nhọn và những chiếc móng vuốt sắc, nhưng một con gấu koala nhỏ bé vẫn không phải là đối thủ của một đàn chó săn thiện chiến. Hai mẹ con gấu này đã kịp lên một cây bạch đàn và đến được vị trí an toàn. Lần này, chúng đã may mắn thoát khỏi cuộc vây bắt của đàn chó săn. Gấu túi là loài động vật hiếm hoi, sống mà không cần phải uống nước, và cũng chỉ có một loại thức ăn chủ yếu là lá bạch đàn. Có thể chúng đã tiến hóa như vậy để tránh khỏi việc bị ăn thịt khi đi tìm nguồn nước. Trong tiếng của người thổ dân, koala có ý nghĩa là no drinks, vì chúng rất hiếm khi uống nước. Nhiều người tin rằng koala duy trì lượng nước trong người bằng việc ăn lá cây. Và cái tên thú vị đó cũng bắt nguồn từ tập tính của chúng. Những con gấu koala cái trưởng thành về mặt sinh sản khi được tầm 2 đến 3 tuổi. Và con đực ở độ tuổi 3 đến 4. Trung bình, một con gấu koala khỏe mạnh có thể đẻ một con mỗi năm trong vòng 12 năm. Chu kỳ mang thai của chúng là 35 ngày. Gấu koala rất hiếm khi sinh đôi. Chúng thường giao phối trong khoảng tháng 12 đến tháng 3, tương ứng với mùa hè tại Nam Bán Cầu. Những con gấu koala nhỏ ở trong túi của mẹ khoảng 6 tháng đầu tiên. Chúng chỉ bú sữa mẹ, và trong khoảng thời gian này, chúng sẽ phát triển tai, mắt và lông. Sau một khoảng thời gian, chúng sẽ đi ra ngoài và ăn thức ăn sệt do mẹ tiết ra. Trong 6 tháng tiếp theo, những chú gấu con trèo lên lưng mẹ bú sữa và ăn lá cây. Sau đó khoảng 1 năm, gấu koala sẽ tự đi kiếm ăn và tiếp tục ở với mẹ nó cho đến khi được 2 đến 3 tuổi. Thức ăn duy nhất mà gấu koala ăn là lá cây bạch đàn, hay còn gọi là cây khuynh diệp. Loại lá cây khuynh diệp có chứa chất độc và chỉ có loài gấu koala có thể tiêu hóa loại lá này. Trong cơ thể chúng có chứa một bộ phận gọi là cecum giúp chúng tiêu hóa lá cây bạch đàn mà không bị sao hết. Một điều thú vị khác là chúng sở hữu bộ não rất nhỏ. Gấu koala có tỷ lệ kích cỡ bộ não so với cơ thể chỉ vào khoảng 2%, và đó là tỷ lệ nhỏ nhất trong các loài động vật có vú. Không chỉ có tỷ lệ cực nhỏ, não của gấu koala còn có trọng lượng vô cùng khiêm tốn, chỉ nặng khoảng 19,2 gram, chiếm khoảng 60% hộp sọ. Và cũng có thể nói, não của chúng rất phẳng. Loài gấu koala chủ yếu hoạt động về đêm. Chúng ngủ ban ngày và ban đêm thức dậy để kiếm ăn. Trên thực tế, thời gian ngủ của chúng kéo dài tới 22 tiếng, nên đối với gấu koala thì sẽ không có ban đêm hay ban ngày. Chúng sẽ tỉnh dậy sau khi đã ngủ đủ giấc và bắt đầu đi kiếm ăn.
tại sao chúng lại ngủ nhiều như vậy? Chắc hẳn là do chế độ dinh dưỡng thiếu chất từ lá cây bạch đằng. Phần lớn năng lượng của chúng dùng để tiêu hóa loại lá đó. Do vậy mà loài động vật đáng yêu này hạn chế vận động và ngủ rất nhiều trong ngày. Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng gấu koala cần phải ăn 2.000 chiếc lá bạch đằng trong một bữa để có thể duy trì hoạt động của cơ thể. Một bữa ăn của chúng mất đến 100 đến 200 tiếng để tiêu hóa. Vậy nên, ngủ chính là cách mà chúng tiết kiệm năng lượng. Đây là một kho báu của nước Úc, loài chó dingo hoang dã. Chúng đã đến Australia vào khoảng 4.000 năm trước. Với đôi mắt sáng và một cái đuôi rậm rạp, nó có thể trông giống như những con chó trong gia đình. Nhưng đây không phải là thú cưng. Chúng là một loài động vật hoang dã săn mồi đỉnh cao. Có nguồn gốc từ chó sói, những con chó nhanh nhẹn này là những thợ săn mạnh mẽ và hiệu quả nhất. Những chú chó dingo lang thang trên khắp nước Úc, được mẹ thiên nhiên tạo ra để săn mồi. Chúng là loài động vật rất dễ thích nghi. Chó dingo có thể tồn tại trong nhiều môi trường sống khác nhau, bao gồm cả núi, sa mạc và rừng. Từ những bãi biển đầy cát và gió ở miền Bắc Queensland đến những đồng cỏ ở miền Nam nước Úc. Chó dingo quần tụ trong những môi trường sống rất khác nhau. Cho đến nay, nguồn gốc của loài chó này vẫn là một điều gây tranh cãi. Về mặt di truyền, chúng gần với chó sói châu Á hơn là chó nhà. Với hộp sọ phẳng và rộng hơn, mỏng dài và nhọn hơn, răng nanh dài hơn và dáng dấp khác biệt rất nhiều. Chúng được cho là đã đến Australia cùng với những người đi biển từ xa xưa và chia sẻ môi trường sống cùng với những người dân địa phương rất lâu trước khi những người châu Âu đặt chân đến. Chó dingo săn thỏ, chuột, thậm chí là cả những con chuột túi. Nhưng chính việc săn bắt gia súc bản địa của chúng đã khiến chúng xung đột với nông dân. Một số tiểu bang còn yêu cầu phải giết những con chó dingo ngay lập tức. Số lượng chó dingo đã giảm nhanh chóng. Và chó dingo thuần chủng ngày nay được coi là loài dễ bị tổn thương. Dingo là loài động vật hòa đồng. Chúng thường tụ tập thành bầy để kết đôi sinh sản hoặc để giao lưu. Tuy nhiên, những con đực còn trẻ thường sẽ lựa chọn cuộc sống đơn độc. Trong một số hoàn cảnh nhất định, chúng có thể hình thành những liên minh tạm thời. Chẳng hạn như chúng sẽ kết hợp với nhau để đi săn những con mồi to lớn. Các gia đình dingo thường có khoảng 3 đến 12 cá thể do một con đực và một con cái đầu đàn. Vị trí đầu đàn này sẽ được thay đổi thông qua những cuộc đấu tranh khốc liệt. Chó dingo là loài động vật sống theo lãnh thổ. Lãnh thổ của chúng không được tính thông qua kích thước bầy đàn, mà tùy thuộc vào đặc điểm của môi trường, cũng như sự phong phú của con mồi và kết cấu địa hình khu vực. Dingo thường không sủa. Chúng được biết đến là sử dụng tiếng hú nhiều hơn, đặc biệt là vào ban đêm để thu hút các thành viên trong đàn hoặc xua đuổi những kẻ xâm nhập. Chúng đã phân bố khắp lục địa Úc vì hầu như sẽ không có kẻ săn mồi lớn nào có thể làm ảnh hưởng đến chúng. Và lý do chính là sự phong phú của con mồi ở mọi kích cỡ. Dingo là những kẻ chuyên đi săn mồi về đêm. Chúng di chuyển đến 60 km mỗi đêm để săn mồi. Tuy nhiên, nếu cần thiết, việc săn mồi có thể diễn ra suốt cả ngày. Chúng là những thợ săn khéo léo, nhanh nhẹn và rất thông minh với các giác quan săn mồi vượt trội. Phần lớn những con mồi của chúng là động vật nhỏ, đặc biệt là thỏ. Những con chó hoang này có thể săn mồi một mình hoặc theo nhóm. Chúng có thể phối hợp hiệu quả với nhau để săn những con mồi có kích thước rất lớn. Dingo ăn bất cứ thứ gì mà chúng tìm được, từ những loài gia súc to lớn cho đến những con côn trùng nhỏ bé. Ngoài ra, chúng cũng có thể ăn xác động vật chết. Trong một vài trường hợp, chúng còn ăn cả cỏ và trái cây. Các chi của dingo rất linh hoạt, cho phép chúng thích nghi với nhiều điều kiện và hoàn cảnh khác nhau. Tốc độ tối đa khi săn mồi của chó dingo là 55 km/h, nhưng chúng rất dẻo dai và có thể bám theo con mồi trong một khoảng thời gian dài mà không biết mệt mỏi. Trong một cuộc săn đuổi, những kẻ săn mồi này liên tục hoán đổi vị trí, tạo cho chúng một lợi thế khác biệt và cho phép chúng hạ được con mồi nhanh chóng. Chuột túi đỏ khổng lồ, loài động vật lớn nhất Australia với những cú đá khủng khiếp, cũng là mục tiêu của băng đảng dingo. Chó dingo là loài động vật chung thủy và tuân theo chế độ một vợ một chồng. Chúng sẽ cùng nhau sinh con và chăm sóc những đứa trẻ.
các thành viên trong bầy cùng hỗ trợ nhau trong việc chăm sóc đàn con. Mùa sinh sản của chúng sẽ diễn ra vào tháng 3 đến tháng 4 hàng năm. Riêng với Dingo Đông Nam Á sẽ từ tháng 8 đến tháng 9. Chu kỳ mang thai của chúng kéo dài khoảng 63 ngày và mỗi lứa chúng sẽ sinh từ 4 đến 5 con con. Những con non sẽ trú ẩn trong hằng cho đến khoảng 3 tuần trước khi được ra bên ngoài khám phá thế giới và chúng sẽ cai sữa sau khoảng 8 tuần tuổi. Những con non này vừa được ra khỏi hằng và hiện chúng đang sống cùng bầy. Một thời gian nữa, khi được 3 đến 4 tháng tuổi, chúng sẽ bắt đầu cùng những con trưởng thành đi săn. Trong tự nhiên, Dingo là những con vật tinh ranh và ma mãnh. Tuổi thọ của chúng thường trong khoảng 7 đến 10 năm. Chúng có thể dễ dàng giao phối với chó nhà, và điều này dẫn đến rất nhiều mối lo ngại. Nhưng quá trình đô thị hóa các khu vực sa mạc và ven biển của Úc đã thúc đẩy sự tương tác giữa Dingo và chó nhà, khiến nguồn gen của chúng bị pha loãng và có thể dẫn đến nguy cơ tuyệt chủng của chúng. Dingo cũng bị con người coi như nguồn thực phẩm và sử dụng làm vật trang trí ở Indonesia hay các đảo của Thái Bình Dương. Mặc dù có khả năng thích nghi cao và ngoan cường, chó Dingo đã phải chịu đựng sự dày vò của con người trong 200 năm từ khi những người phương Tây đầu tiên đặt chân đến Úc. Chó Dingo được cho là nguyên nhân dẫn đến sự biến mất của chó sói có túi và quỷ Tasmania khỏi lục địa Úc. Dingo cũng ngăn chặn sự tuyệt chủng của một số sinh vật có nguy cơ tuyệt chủng bằng cách săn bắt những kẻ thù của chúng, giúp duy trì sự cân bằng của tự nhiên. Nước Úc có 140 loài thú có túi và kangaroo là loài vật mang tính biểu tượng và được đông đảo người biết đến. Thật dễ hiểu khi những người thám hiểm đầu tiên đã rất ngạc nhiên khi phát hiện ra sinh vật này. Một con chó săn thỏ lại nhảy như một con hươu hay chuột sa mạc, nhưng to hơn nhiều. Đó là những gì mà viên sĩ quan người Anh tên là James Cook miêu tả khi ông lần đầu tiên đặt chân lên lục địa chưa được đặt tên này. Sinh vật này có thể bước ra từ một cuốn sách thời Trung Cổ về những quái vật kỳ lạ với phần thân dưới lớn, ngực nhỏ, chi ngắn, cái đầu giống thỏ và cái đuôi dài hơn 1 mét, vừa để chống đỡ, vừa để cân bằng. Chuột túi nhảy với vận tốc trung bình 20 đến 25 km/h. Nó đạt đến vận tốc tối đa 40 km/h và thậm chí là 60 km/h trên những đoạn đường ngắn. Đây là một rừng cây bụi khô cằn ở miền Nam Australia, nơi nhiệt độ có thể vượt quá 40 độ C trong mùa khô. Chuột túi nhỏ đã hoàn toàn thích nghi với môi trường này, và nếu cảm thấy quá nóng, nó sẽ làm ẩm phần cẳng trên bằng cách liếm chúng. Khi nước bọt bay hơi, cơ thể nó sẽ mát hơn. Chuột túi có thể sống mà không cần uống nước trong một thời gian, vì những loài cây nó ăn có 20-30% là nước. Nhưng nếu đánh hơi thấy hồ nước ở gần, nó sẽ sẵn lòng rẽ ngang để đi tìm. Những hồ nước này được gọi là hồ chết, trữ nước trong suốt mùa khô. Chúng là ốc đảo trời ban cho những loài động vật sống trong rừng cây bụi. Chuột túi thường phải chịu đựng người hàng xóm ồn ào của chúng, loài vẹt màu. Con chuột túi nhỏ này đang đi bên cạnh mẹ nó, mới được 2 tuổi. Nó vẫn còn nhút nhát và sợ hãi trước đàn vẹt màu đang tắm ồn ào kia. Bình minh đã nhường bước cho ánh sáng ban ngày chói chang. Chuột túi về với đàn của mình. Chuột túi có một cách tán tỉnh rất độc đáo. Với chúng, trò tán tỉnh thường được gói gọn trong 2 chữ chiến đấu. Để cho đối phương thấy mình là bạn tình xứng đáng, chuột túi phải biết sử dụng quả đấm. Không như các loài khác, chuột túi đỏ cái có bộ lông xám hơn nhiều so với con đực. Những con chuột túi này sống theo bầy gồm khoảng 10 con cái do một con đực đầu đàn. Nó thường phải bảo vệ ưu thế của mình trước những con đực khác cũng đang muốn giao phối như nó. Như mọi loài chuột túi, những con chuột túi Tasmania này cũng thích các màn chiến đấu theo nghi thức, mục đích là để củng cố vị trí của con đực đầu đàn hoặc giúp con đực khác thách thức có thể chiếm được vị trí đó. Nhưng không phải lúc nào mọi chuyện cũng suôn sẻ. Kể cả khi con đực đầu đàn đã củng cố quyền lực của mình, các con đực khác vẫn thường giành quyền giao phối trái phép với những con cái. Chuột túi cái nhỏ hơn hẳn chuột túi đực. Như những con bò trên các cánh đồng, chuột túi dành nhiều giờ để cặm cỏ và nhai lại. Từ tối trở đi,
cả đàn tản ra quanh một khoảng đất trống để ăn cỏ suốt đêm. Bầy đàn hay cộng đồng có ý nghĩa lớn đối với những con thú có túi này. Chúng thích sống thành bầy, tiếp xúc gần gũi và làm mọi việc cùng nhau. Những con chuột túi nhỏ luôn ở trong túi của mẹ. Phải nói rằng chúng bắt đầu cuộc sống rất khó khăn. Chuột túi con ra đời chỉ sau 33 ngày trong bụng mẹ. Nó vẫn còn là phôi thai. Mắt và tai mới chỉ phát triển. Các chân sau mới chỉ là mẫu xương cụt và một thử thách rất khắc nghiệt đang chờ nó. Nó phải trườn lên bụng mẹ, bám vào bộ lông của mẹ để chui được vào cái túi. Ở đó, chuột túi con ngậm một trong bốn núm vú của mẹ và bú sữa. Sau đó, nó sẽ phát triển thành con chuột túi hoàn thiện. 6 tháng sau, nó mạo hiểm ra ngoài cái túi, nhưng nó cần 2 đến 3 tháng nữa để trở thành con chuột túi độc lập. Sự tự do và độc lập của nó trở nên rõ ràng khi nó bắt đầu đánh nhau cho vui với anh em ruột hay họ hàng. Để đáp ứng đủ nhu cầu của con mình, chuột túi mẹ tạo ra nhiều loại sữa. Khi mới ra đời, chuột túi con uống dòng sữa nhiều đường. Khi mới ra ngoài, nó sẽ uống dòng sữa béo hơn và phù hợp với nhu cầu năng lượng của nó. Đối với chuột túi con, cái túi của mẹ nó giống như kho chứa thức ăn, chỗ trú ẩn, phương tiện đi lại và ban công để nhìn ra thế giới. Rất lâu sau khi ra khỏi túi mẹ, chúng vẫn tận dụng cơ hội để lại rút vào và nghỉ ngơi, kể cả khi chúng đã quá lớn. Chuột túi dành một phần thời gian nghỉ ngơi để bắt cháy, rận, và đó là việc của từng cá thể. Việc giúp đỡ lẫn nhau để bắt cháy, rận rất quan trọng với những bầy động vật khác thì lại không được chuột túi thực hiện. Chúng không bắt cháy, rận cho nhau, nhưng có nhiều tư thế ôm và hôn. Chuột túi từ khi còn nhỏ đã quen với sự tiếp xúc về mặt cơ thể này. Chúng sẽ lặp lại điều đó trong những mối quan hệ đồng loại sau này. Miễn là có đủ cỏ để ăn, chuột túi sẽ phát triển. Chúng sẽ chỉ sinh sản khi có nhiều cây cỏ. Khi không có đủ nguồn thức ăn hoặc khi hạn hán, các con cái sẽ không thể thụ thai. Đó là hệ thống kiểm soát việc sinh sản rất đơn giản của tự nhiên. Đây là quỷ Tasmania. Chúng nổi tiếng với thái độ nguy hiểm và những hành động cực đoan cùng với tính khí đáng sợ. Chúng là loài thú ăn thịt hung tợn, tàn bạo và là những chiến binh không biết sợ hãi. Chúng ăn uống một cách điên cuồng và trải qua cuộc sống rít gào trong những khu rừng hoang dã của châu Úc. Khi những người định cư châu Âu lần đầu tiên đến đây, họ đã nghe thấy những âm thanh rùng rợn vọng ra từ những khu rừng. Nó đã mang đến sự sợ hãi và lo ngại khi màn đêm của châu Úc buông xuống. Những người châu Âu đã nghĩ rằng đó là âm thanh được phát ra bởi những con quỷ. Họ đã gọi những sinh vật này là con của Beelzebub, vua quỷ. Ngày nay, chúng được gọi là quỷ Tasmania. Những hóa thạch đầu tiên của loài động vật này được tìm thấy có niên đại khoảng 70.000 năm trước. Quỷ Tasmania cũng là một loài thú có túi. Trong tự nhiên, chúng chỉ sống trong các khu rừng của đảo Tasmania, ngoài khơi bờ biển phía đông nam của lục địa Úc. Nơi đây có đầy đủ các điều kiện sống và là môi trường sống ưa thích của chúng với các khu rừng mỡ và bụi cây. Người ta cho rằng quỷ Tasmania từng sống trong đất liền, nhưng rồi đã bị tiêu diệt ở đó. Có lẽ là vì sự xuất hiện của chó Dingo, một loài chó hoang dã đến Úc từ vài ngàn năm trước và trở thành loài săn mồi đỉnh cao ở đó. Rất may là những con chó Dingo mới chỉ đến được đất liền và những cư dân của Tasmania vẫn được an toàn. Tasmania đã cung cấp thức ăn và nơi trú ẩn cho những con quỷ còn sống sót. Nhưng giờ đây, chúng cũng đang phải đối diện với sự tuyệt chủng tại thành trì cuối cùng này. Căn bệnh khối u trên mặt ở loài quỷ Tasmania lần đầu tiên được quan sát vào năm 1966 đã tàn phá những con quỷ hoang dã của Tasmania và gây ra sự sụt giảm nghiêm trọng về số lượng của loài này. Quỷ Tasmania có lẽ cũng là loài động vật hiếm hoi có cuộc sống khó khăn ngay từ khi sinh ra. Chúng phải cạnh tranh quyết liệt với các anh chị em của mình để giành quyền được sống. Đó có lẽ cũng là lý do chúng luôn mang theo tâm trạng tồi tệ và bản năng hiếu chiến khi bước vào cuộc sống hoang dã. Trong một lần sinh sản, con quỷ mẹ sinh ra đến 20 con non. Mỗi con non chỉ bé bằng hạt gạo. Con non mới sinh phải trèo lên, chui vào túi mẹ, nơi nó sẽ tìm thấy bốn núm vú.
4 con non may mắn được bú sữa, số còn lại sẽ chết. Những con sống sót sẽ rời khỏi túi quỷ mẹ sau 4 tháng và được cai sữa lúc 10 tháng tuổi. Tỷ lệ sống sót thường là 2 con cái và 1 con đực. Quỷ Tasmania đã tiến hóa để sống một cuộc sống đơn độc. Chúng chỉ cần nhau khi giao phối hoặc kiếm ăn. Chúng giao tiếp với nhau thông qua âm thanh của tiếng rít và tiếng la hét. Và khi căng thẳng, cơ thể chúng sẽ tỏa ra mùi hôi. Những con non mới lớn sẽ lựa chọn cách nhặt nhạnh những phần thức ăn thừa để tránh phải cạnh tranh với những con trưởng thành là cách thức để phát triển và lớn lên nhanh chóng. Mặc dù những con quỷ này có thói quen ăn uống có vẻ rất lộn xộn, nhưng chúng cũng có phép lịch sự cơ bản. Mỗi con chỉ bảo vệ chỗ thức ăn mà nó muốn, và điệu bộ cũng thể hiện mức độ no nê của nó. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng không có những mâu thuẫn. Những con quỷ này cắn nhau nhiều hơn bất kỳ loài động vật nào khác. Chúng sở hữu một bộ hàm mạnh mẽ cho phép chúng nuốt chửng xương và mọi thứ. Chúng có thể tiêu thụ một lượng thức ăn bằng gần một nửa trọng lượng cơ thể trong một bữa. Mặc dù quỷ Tasmania thích một bữa ăn dễ dàng từ xác thối, nhưng nó vẫn sẽ săn tìm những động vật có vú nhỏ, chim hay những con côn trùng. Một con trưởng thành có thể đi xa tới 16 km trong hành trình tìm kiếm thức ăn. Ban đêm cũng sẽ cung cấp một cơ hội khác để săn mồi hay nhặt nhạnh, một cơ hội tốt để phát triển mạnh mẽ hơn. Khi những con quỷ trẻ tuổi này đang tranh nhau một xác chết, dường như không có con nào có cơ hội thực sự ăn nó. Trong khi đó, một kẻ ngoài cuộc kiên nhẫn chờ đến lượt mình để tham gia. Cuối cùng thì nó cũng sẽ được ăn. Trong vòng 2 năm, những con quỷ Tasmania non này sẽ phát triển trở thành những con trưởng thành mạnh mẽ. Chúng sẽ tiếp tục công việc của mình là sinh sản và nhặt xác thối trong những khu rừng của Tasmania. Có một loài động vật đã khiến các nhà khoa học châu Âu bối rối khi lần đầu tiên chúng được phát hiện trong cuộc di cư đến Úc. Sự xuất hiện kỳ lạ của thú mỏ vịt đã khiến những người định cư đầu tiên cho đó là một trò lừa bịp. Họ cho rằng những người thổ dân châu Úc đã tạo ra chúng với mục đích xua đuổi những người nhập cư mới. Loài động vật độc đáo này có nọc độc, có giác quan thứ 6, và có vẻ như tất cả các bộ phận trên cơ thể của nó đều được đi vay mượn từ những loài động vật khác. Chúng có một phần của động vật có vú, một phần thú có túi, và một phần gì đó rất khác những loài còn lại. Thú mỏ vịt phân bố ở các vùng ngập nước trên bờ biển phía đông và đông nam của Úc và ở trên khắp hòn đảo Tasmania. Chúng là một trong hai thành viên còn lại duy nhất của động vật đơn huyền. Không giống như động vật có vú có nhầu thai và thú có túi, những con thú mỏ vịt là động vật có vú nhưng chúng đẻ trứng. Loài thú kỳ lạ này có tổ tiên tiền sử là một loài lớn hơn sống ở Nam Mỹ, nhưng giờ chúng chỉ sống ở Úc. Cựa ở chân sau của con đực có chứa nọc độc. Nọc độc của thú mỏ vịt được sản xuất nhiều nhất trong mùa giao phối. Vì thế, chúng có lẽ được sử dụng để cạnh tranh mạng tinh. Thú mỏ vịt thường sống trong vùng nước đục và chúng có tầm nhìn kém. Thú mỏ vịt đã hoàn toàn thích nghi với môi trường như vậy. Mỏ của chúng là công cụ tối thượng để kiếm ăn. Tuy không thể nhìn xa về phía trước, nhưng các thụ thể nhạy cảm ở mỏ của chúng đã tiến hóa một cách mạnh mẽ để phát hiện chính xác từng chuyển động ở trong bùn. Thú mỏ vịt được trang bị hoàn hảo cho cuộc sống ở dưới sông. Da giữa những ngón chân đã tiến hóa thành lớp màng. Những chân chèo này giúp chúng di chuyển và vận động dễ dàng ở dưới nước. Là loài động vật có vú hiếm hoi còn sót lại trên hành tinh còn đẻ trứng. Vì thế, chúng phải đào hang trên các bờ sông. Lông của thú mỏ vịt có thể giữ một lớp không khí ấm áp. Vì thế, ngay cả lúc thời tiết ẩm ướt, cơ thể nó vẫn giữ được ấm và khô ráo. Nếu điều tồi tệ hơn xảy ra, nguồn cung thực phẩm suy giảm, thú mỏ vịt còn có một cách khác để sinh tồn. Chúng dự trữ phần năng lượng dư thừa như chất béo ở phần đuôi để sử dụng vào những khoảng thời gian có ít thức ăn. Thú mỏ vịt trông có thể hơi kỳ lạ, nhưng sinh vật hài hước này sở hữu một bộ công cụ và kỹ năng hoàn hảo để chiến thắng trong cuộc đua giành sự sống. Thiên nhiên châu Úc đã trải qua một lịch sử dài với vô số những loài động vật đặc biệt đã bị cô lập trong hàng triệu năm. Vì vậy, nơi đây có những phong cảnh tuyệt vời và hệ động vật độc đáo. Tại vùng đất này, mỗi buổi sáng,
khi Bình Minh bắt đầu nói rằng một cuộc đua giành sự sống mới lại bắt đầu. Ở phía bắc Queensland tồn tại những khu rừng nhiệt đới cổ xưa nhất. Chúng trải dài ngút ngàn tầm mắt và là ngôi nhà của một loạt động vật hoang dã vô cùng đa dạng. Đây cũng là nhà của một loài côn trùng nhỏ bé và độc đáo. Chúng là loài kiến vàng rất khỏe mạnh và khéo léo. Những con kiến này còn được biết đến với cái tên kiến thợ dệt. Loài côn trùng nhỏ này thuộc chi Ocophila và được tìm thấy ở các vùng khí hậu nhiệt đới và cận nhiệt đới trên khắp châu Phi, châu Á và châu Úc. Những con được tìm thấy ở Úc thường được gọi là kiến xanh do phần bụng màu xanh lục đặc biệt của chúng. Điều khiến kiến vàng khác biệt so với hầu hết các loài kiến khác là thay vì chui xuống đất và làm tổ trong những chiếc hang, thì kiến vàng làm tổ trên cây. Tổ của chúng thường có thể được tìm thấy ở đầu cành cây, nơi những chiếc lá tươi khỏe mạnh đâm chồi nảy lộc. Những cây ăn quả có lá rộng được ưa chuộng hơn. Nhưng trong môi trường không được thuận lợi, chúng cũng sẽ vui vẻ làm tổ trên những cây bạch đằng với những chiếc lá dài hẹp. Và đôi khi, chúng thậm chí sẽ sử dụng những chiếc lá mỏng như kim từ những cây phi lao của bãi biển châu Úc. Quá trình xây dựng tổ bắt đầu bằng việc những con kiến bám chặt vào chiếc lá bằng bộ hàm khỏe mạnh của chúng. Đàn kiến sẽ kéo căng và cuộn những chiếc lá vào vị trí. Lũ kiến ghép những chiếc lá lại bằng một phương pháp rất đặc biệt. Chỉ có ấu trùng của kiến mới có thể sản xuất ra được chất kết dính để ghép nối lá cây. Nhưng ấu trùng con nhỏ bé hình viên thuốc nhỏ này không thể tự di chuyển, nên kiến thợ sẽ cẩn thận mang chúng đến nơi làm việc. Tại thời điểm này, con kiến thợ bắt đầu dùng râu gõ nhẹ vào đầu kiến non. Điều đó như một dấu hiệu kích thích ấu trùng sản xuất các sợi tơ từ một túi nhỏ bên dưới miệng của chúng. Thông thường, ấu trùng kiến sử dụng tơ của nó để xây dựng thành những cái kén, giúp bảo vệ chúng trong giai đoạn phát triển hình dạng và cuối cùng nở ra khi trưởng thành. Nhưng trong trường hợp của kiến vàng, chúng sử dụng sợi tơ của mình để dệt lá cây lại với nhau, tạo ra một liên kết tổ siêu bền bỉ sau khi hoàn thành. Giờ đây, những con kiến đã có cho mình một ngôi nhà thoải mái và an toàn. Một nơi trú ẩn không thấm nước, một nơi hoàn hảo để nuôi con non và cho phép đàn kiến phát triển. Những đàn kiến nhỏ có thể có tổ chỉ là một chiếc lá duy nhất cuộn tròn làm đôi và được khâu lại với nhau gọn gàng. Nhưng khi chúng dần mở rộng số lượng đàn của mình, những chiếc tổ bổ sung sẽ được thiết lập và một đàn kiến có thể chiếm hàng chục chiếc tổ trong một khu vực. Chiếc tổ kiến khổng lồ này bao gồm hàng trăm chiếc lá được dệt lại với nhau. Tất cả được nhóm lại với nhau một cách có chủ đích. Một số tổ kiến khác nhỏ hơn sẽ được đàn kiến bố trí xung quanh phạm vi của chiếc tổ chính, đóng vai trò như một tiền đồn. Đây sẽ là tuyến phòng thủ đầu tiên chống lại những kẻ xâm lược. Kẻ thù phổ biến nhất của kiến vàng là các đàn kiến ngoại lai. Chúng thường tìm cách phục kích và xâm chiếm tổ của kiến vàng. Đội tiên phong thường được đảm nhiệm bởi những con kiến già nhất trong đàn. Những chiến binh này sẵn sàng hy sinh để bảo vệ sự sống cho cả đàn. Nhưng kiến vàng không phải lo lắng quá nhiều về những kẻ phục kích. Ở đây, trong tán lá rậm rạp của rừng nhiệt đới, thực vật liên tục cạnh tranh với nhau, vươn mình lên cao nhất có thể để hấp thụ được càng nhiều ánh sáng càng tốt. Vì vậy, theo một cách tự nhiên, dưới nền rừng không còn nhiều ánh sáng lọt qua, làm cho nhiệt độ mặt đất mát hơn đáng kể. Vì kiến là động vật máu lạnh, nên khi ở vùng khí hậu mát mẻ, chúng gần như không hoạt động tích cực. Hệ quả là khả năng kiếm ăn của kiến bị hạn chế và sự phát triển của các thế hệ tương lai của chúng tương đối chậm. Điều này mang lại cho kiến vàng một lợi thế đáng kể so với các loại kiến khác sống trên mặt đất trong rừng nhiệt đới. Sống trên tán cây, kiến vàng luôn giữ cho mình được ấm áp dưới ánh nắng mặt trời, giống như một con cá sấu nằm phơi mình trên bờ sông rộng mở. Sức nóng tăng thêm kéo dài đáng kể thời gian hoạt động của kiến và tăng năng suất làm việc của chúng. Nhưng tán cây luôn thay đổi. Những cái cây thua cuộc trong cuộc đua phát triển sẽ bị những cây khỏe hơn nhanh chóng lấn át
và lấy đi những tia nắng quý giá. Một số cây không may mắn thậm chí còn trở thành mục tiêu của các loài thực vật ký sinh, giống như trường hợp của cái cây cổ thụ này. Những dây leo từ từ quấn lấy vật chủ của nó, hạn chế khả năng phát triển của cây, lấy đi ánh sáng của chúng từ bên trên và hấp thụ hầu hết các chất dinh dưỡng xung quanh trong lớp đất bên dưới. Vì vậy, đàn kiến phải liên tục thay đổi vị trí của mình để theo đuổi ánh sáng quý giá của mặt trời. Những đàn kiến thành công nhất thường được tìm thấy ở những khoảng đất trống trong rừng, dọc theo bờ sông và bờ biển hay những khu vực bị ảnh hưởng bởi lốc xoáy, nơi những cơn gió mạnh đã phá hủy thực vật và tạo ra những khoảng trống tạm thời trong rừng. Ở đây, dọc theo chiều dài của bìa rừng, chúng gần như hoàn toàn không bị che khuất bởi bóng râm, nên kiến có thể tận dụng tốt hơn ánh nắng của mặt trời, nhanh chóng đẩy mạnh chu kỳ phát triển của con non, giúp chúng phát triển đến kích thước đàn khổng lồ. Một số đàn có thể là nơi sinh sống của hàng trăm nghìn con kiến. Theo thời gian, những thứ hình thành nên ngôi nhà của chúng chắc chắn sẽ chết và vỡ vụn thành từng mảnh. Do đó, kiến vàng sẽ phải bỏ lại chiếc tổ đã cũ kỹ và đi tìm những chiếc lá tươi khác. Vì vậy, ngay cả trong điều kiện lý tưởng nhất, kiến vàng vẫn là những công nhân vô cùng bận rộn, liên tục xây dựng lại, cải tạo và tiếp tục rời đi. Chu trình này lặp đi lặp lại vô số lần. Tất cả công việc khó khăn và vất vả đòi hỏi rất nhiều năng lượng. Hai nguồn cung cấp năng lượng chính được đàn kiến sử dụng là mật và côn trùng. Một loại mật đặc biệt được lấy từ một loài động vật không xương sống hút nhựa cây như những con rệp sáp này. Những con rệp nhỏ bé chui vào thân và lá cây tươi, tiêu thụ nhựa cây của chúng. Khi nhựa cây được tiêu hóa, chúng bài tiết ra chất thải dư thừa ở dạng chất lỏng có đường rất giàu carbohydrate. Nguồn dinh dưỡng hoàn hảo này cung cấp năng lượng cho những con kiến vàng luôn bận rộn. Vì vậy, thay vì ăn luôn con bọ này, kiến vàng sẽ tập trung xung quanh chúng và kiên nhẫn chờ đợi phần thưởng ngọt ngào. Nhưng hầu hết các loài săn mồi khác thì không lịch sự như vậy. Loài bọ rùa thích ngấu nghiến những con rệp nhỏ bé. Rệp sáp có thể tiết ra một lớp sáp bột bao phủ cơ thể chúng, giúp ngăn cản những kẻ tấn công. Nhưng nếu đối thủ quá mạnh, chúng hầu như không có khả năng tự vệ. Lúc này thì kiến mới là hàng phòng thủ thực sự của chúng. Một vài con kiến thưởng thức bữa ăn, trong khi những con khác tuần tra khu vực xung quanh để tìm kiếm các mối đe dọa. Nhưng có một số kẻ săn mồi có thể là kẻ thù khó đối phó hơn nhiều. Ví dụ như loài nhện nhảy. Chúng thường xuyên để mắt đến những người bạn nhỏ của kiến. Mặc dù chúng không phải là đối thủ của kiến vàng, nhưng kẻ mưu mô này sẽ lén lút và chờ đợi cơ hội hoàn hảo để tấn công. Nếu chẳng may bị phát hiện, thì kẻ săn mồi có thể dễ dàng biến thành con mồi, cải thiện bữa ăn cho kiến vàng. Đàn kiến đang rất cảnh giác. Bữa ăn này quá rủi ro và con nhện quyết định rút lui. Kiến vàng là loài côn trùng săn mồi cực kỳ hiệu quả. Chúng có thị lực tuyệt vời khi so sánh với hầu hết các loài kiến khác và chiếc hàm sắc bén tạo ra cú cắn mạnh mẽ nhất. Khi có cơ hội, đàn kiến sẽ cố gắng giải quyết hầu hết mọi con mồi mà chúng tìm thấy. Khi con mồi của chúng đã bị khống chế chắc chắn, con kiến sẽ sử dụng cặp răng mạnh mẽ siết chặt con mồi và kéo nạn nhân ra từ nhiều hướng trong sự bất lực và tuyệt vọng của kẻ xui xẻo. Thức ăn sau khi cắt nhỏ sẽ được phân phối đều đến các tổ của chúng. Phần lớn thức ăn của kiến vàng là các loài kiến khác. Đó là một nguồn axit amin tuyệt vời. Ở đây, trong khu rừng nhiệt đới, kiến rất phong phú và chúng có đủ hình dạng và kích cỡ. Nhiều loài sống trên mặt đất thường xuyên trèo lên cây để tìm kiếm thức ăn. Nhưng điều này có nghĩa là chúng sẽ đi qua lãnh thổ của kiến vàng. Đàn kiến lạ phải thật cảnh giác. Nhưng một con kiến vàng đã phát hiện ra sự xuất hiện của những con kiến lạ. Nó ngay lập tức phát ra âm thanh báo động cho các con khác trong đàn. Sau khi một con kiến đã khống chế được đối thủ, việc cần làm tiếp theo của nó chính là đợi quân tiếp viện đến và hạ gục nạn nhân. Đây cũng là cơ hội duy nhất cho con kiến đen chạy thoát trong cuộc đấu tay đôi này. Vì khi đội quân tiếp viện đã đến, thì việc duy nhất nó có thể làm là chờ chết. Lũ kiến vàng nhanh chóng tiếp cận
và khống chế thành công con mồi. Những con kiến khác loài không chỉ là nguồn thức ăn bổ dưỡng đáng tin cậy, mà việc loại bỏ chúng còn giúp làm giảm sự cạnh tranh. Đồng thời, bất kỳ loại thức ăn nào mà lũ kiến này đã phát hiện ra và đang mang quay trở lại tổ của chúng, giờ đây sẽ trở thành thức ăn của kiến vàng. Nhờ vào nguồn thức ăn dồi dào, sự sinh sôi nảy nở và phạm vi thống trị của đàn kiến vàng ngày càng được mở rộng. Trong khu rừng rậm rạp, kiến vàng có thể dễ dàng di chuyển từ cây này sang cây khác nhờ vào hệ thống các con đường tự nhiên rộng lớn và phong phú, được tạo nên từ dây leo và cành cây. Con đường này kết nối các tán cây, cho phép chúng tiếp cận và kiểm soát nhiều cây mà không cần phải đi một quãng đường dài xuống nền rừng. Trong khi đã ổn định với cuộc sống ở trên cây, thì thỉnh thoảng chúng sẽ mạo hiểm xuống mặt đất để tìm kiếm đồ ăn. Cái tổ đặc biệt này được kiến vàng làm dọc theo bãi biển giữa một khu rừng ngập mặn. Chúng thường xuyên cử các nhóm do thám đi tìm kiếm mọi thứ ở dưới mặt đất khi thủy triều xuống. Chúng nhặt nhạnh bất cứ thứ gì bị nước cuốn vào. Con tắc kè này là một phát hiện đáng giá, và đó sẽ là nguồn dinh dưỡng tuyệt vời cho cả đàn. Bầy kiến cố gắng xé con mồi ra thành nhiều mảnh nhỏ. Chúng sử dụng những cái hàm khỏe mạnh nhắm vào các khớp dễ bị tổn thương và cắn xé. Ngoài ra, kiến vàng còn sử dụng một loại axit formic được tiết ra từ bụng của chúng để phun vào con mồi. Loại chất lỏng độc hại này từ từ đốt cháy và phân hủy thịt của nạn nhân. Nhưng dù sao, con tắc kè cũng là một con mồi khá lớn và rất khó nhằn. Lũ kiến vàng cần phải làm việc thật nhanh chóng trước khi thủy triều quay trở lại. Nếu không kịp, chúng chỉ còn cách di chuyển con mồi lên những vùng cao hơn hoặc phải chấp nhận bỏ lại. Nhưng những thách thức này có vẻ không hề làm khó được lũ kiến vàng. Chúng có móng vuốt móc nhỏ ở cuối bàn chân, mang lại cho chúng sức mạnh bám giữ đáng kinh ngạc, ngay cả ở những góc cua lắc léo hay địa hình dốc cao. Cùng khả năng làm việc hiệp đồng với các thành viên khác trong tổ của mình, chúng có thể đạt được một số thành tích khá ấn tượng khi có thể kéo con mồi lớn hơn chúng rất nhiều lần lên tận ngọn cây. Đôi khi, kiến vàng sẽ đổi lộ trình nhanh hơn trên đường đi để làm cho công việc của chúng trở nên dễ dàng hơn một chút. Nhưng đàn kiến không thể nhảy cao hoặc bay lên như các loài côn trùng khác. Thay vào đó, chúng phải xây dựng một cây cầu để thu hẹp khoảng cách. Một cây cầu làm bằng chính cơ thể của những con kiến. Mỗi con kiến bám vào nhau bằng cách sử dụng hàm dưới của chúng, từ từ tạo thành một liên kết. Và cuối cùng, chúng liên kết với nhau từ hai đầu. Một con đường tắt đã được chúng hoàn thành theo một cách độc đáo như thế. Đó cũng là tinh thần đồng đội rất đặc biệt trong thế giới động vật. Không phải tất cả các thành viên của tổ kiến đều có khả năng săn bắt, tìm kiếm con mồi và vượt qua các môi trường khó khăn như những con kiến này. Một số con kiến hiếm khi mạo hiểm ra khỏi tổ của chúng. Kiến vàng là một loài đa hình, có nghĩa là chúng có những con kiến khác nhau với các nhiệm vụ khác nhau. Những con kiến này có các vai trò riêng biệt trong vương quốc to lớn của chúng. Phân loại đầu tiên là kiến chuyên ngành. Những con kiến này thực hiện hầu hết các nhiệm vụ, từ kiếm ăn cho đến xây tổ. Đồng thời, chúng cũng là tuyến phòng thủ đầu tiên chống lại kẻ thù xâm nhập. Phân loại thứ hai là những con kiến trẻ tuổi. Chúng trông gần giống như kiến chuyên ngành, nhưng khi đặt cạnh nhau, chúng có kích thước nhỏ hơn nhiều. Nhiệm vụ chính của kiến trẻ tuổi là xây tổ, chăm sóc những con non đang lớn của vương quốc. Và phân loại thứ ba là kiến chúa. Nó là nữ hoàng của toàn bộ vương quốc kiến, phụ trách nhiệm vụ sinh đẻ. Chúng ta vừa nói về kiến vàng, một loại kiến vô cùng độc đáo. Từ cách chúng xây tổ bằng lá cây, sử dụng chính con non của chúng làm công cụ, đến việc xây dựng những cây cầu sống để rút ngắn khoảng cách di chuyển một cách hiệu quả, cho đến cách săn bắt con mồi độc đáo nhưng có phần tàn bạo và sự hiếu chiến tột độ của kiến vàng. Chỉ cần chạm nhẹ vào tổ của chúng hoặc một cành cây gần đó cũng đủ khiến đàn kiến trở nên điên cuồng. Đó là một phản ứng tự vệ theo bản năng. Chúng dựng cơ thể lên và cuộn tròn bụng qua đầu,
sẵn sàng tiết ra axit formic và bắn về phía kẻ thù. Nếu những chất lỏng này lọt vào mắt một kẻ đi săn, chẳng hạn như chim hay một con thằn lằn, điều đó sẽ khiến những đối thủ nặng ký này phải rút lui và tạo ra một sự răn đe hiệu quả. Đó là một loại vũ khí hiệu quả khiến những động vật khác luôn giữ một khoảng cách an toàn trước kiến vàng. Trong hệ sinh thái phong phú của châu Úc, bên cạnh kiến vàng, chúng ta cũng sẽ bắt gặp vô vàn loài sinh vật đặc biệt khác. Trong một môi trường hoang dã của khu rừng châu Úc, có vô số động vật coi nơi đây là nhà. Giống như những con bướm khổng lồ châu Úc này, hay như những con châu chấu to bằng cả ngón tay người lớn, có rất nhiều loài kiến tuyệt vời khác là cư dân của nơi này. Ví dụ như loài kiến hàm bẫy, kiến nhảy, kiến nhện, kiến gai đuôi vàng và nhiều loài khác nữa. Những chú rùa con dễ thương bơi lội tung tăng dưới suối và những con cá sấu nước mặn khổng lồ lượn lờ dọc các cửa sông. Đó là loài bò sát lớn nhất còn sống trên thế giới. Khi đi dạo quanh các khu rừng của châu Úc, nếu may mắn, bạn còn có thể bắt gặp một con đà điểu đầu màu phương Nam. Nhưng hãy giữ khoảng cách với chúng, vì sinh vật này sở hữu bộ móng vuốt sắc nhọn cùng với cú đá có uy lực khủng khiếp. Loài chim khổng lồ nóng tính có thể lấy đi tính mạng của một người trưởng thành. Con khủng long thời hiện đại này chủ yếu ăn trái cây rụng và chúng là loài phân tán hạt cực kỳ quan trọng. Nhiều loài thực vật trong khu rừng phụ thuộc hoàn toàn vào chim đà điểu đầu màu để tồn tại. Thật không may, chúng lại là một loài đang có nguy cơ tuyệt chủng, là nạn nhân của nạn phá rừng tràn lan của con người. Nó đã mất môi trường sống nghiêm trọng. Chúng ta hãy cùng hy vọng những khu rừng cổ xưa và vô cùng đa dạng sinh học này sẽ vẫn tồn tại và phát triển trong tương lai sắp tới. Đáng buồn thay, những năm gần đây, những vụ cháy rừng nghiêm trọng đã liên tục càn quét châu Úc. Mặc dù đó là một phần của tự nhiên, một số thực vật cũng cần lửa để phát triển. Nhưng những đám cháy với nhiệt độ cao cùng với lượng mưa thấp đã tàn phá những vùng đất rộng lớn và cướp đi sinh mạng của vô số loài động vật bản địa. Nhiều loài vật hoang dã sau khi thoát khỏi ngọn lửa cũng đã không còn nơi sinh sống. Và cuối cùng, chúng đã chết đói hoặc bị săn bắt bởi những kẻ săn mồi xâm lấn như mèo hoang, cáo và chó dingo. Những loài săn mồi này dễ dàng phát hiện ra những con vật tội nghiệp trên các vùng đất trống vừa bị ngọn lửa quét qua. Sự kết hợp giữa nhiệt độ cực cao và hạn hán kéo dài cũng cho phép lửa lan vào những môi trường không thích nghi tự nhiên được với nó. Đó là môi trường không thể phục hồi hoàn toàn nếu bị ảnh hưởng bởi đám cháy. Ngay cả những khu rừng tươi tốt đã tồn tại từ kỷ phấn trắng ít nhất 65 triệu năm trước, giờ đây cũng đang bốc cháy. Khi khí hậu trái đất thay đổi, chúng ta có thể thấy những thảm họa thiên nhiên cực đoan như thế này ngày càng xảy ra thường xuyên hơn với quy mô lớn hơn. Khi nền kinh tế phát triển mạnh, chính phủ các quốc gia đã coi nhẹ vấn đề về môi trường, liên tục bác bỏ các nghiên cứu khoa học và trì hoãn chuyển đổi từ nhiên liệu hóa thạch sang các dạng năng lượng xanh và sạch hơn. Và một khi môi trường tự nhiên đã mất đi, thì rất khó có thể quay lại thời kỳ huy hoàng trước đây. Bầy sinh vật lặng lẽ ngất đi trong lòng của Thái Bình Dương mênh mông. Chúng vừa thực hiện được nghĩa vụ của mình trước khi chết. Đây là những con lươn Thái Bình Dương đang đẻ trứng dưới lòng biển khơi. Những con lươn cái có kích thước như cánh tay người lớn được nhiều con lươn đực vây quanh. Chúng cố gắng thụ tinh lên ít nhất 1/3 trong số 3 triệu quả trứng mà con lươn cái đã đẻ. Khi ấu trùng của loài lươn này được sinh ra, nó sẽ thực hiện một cuộc hành trình dài hơn 3.000 km vô cùng thú vị, nhưng cũng rất nguy hiểm để tìm về những dòng sông trong nội địa. Khi sinh ra, những ấu trùng lươn nhẹ nhàng và nhỏ bé được các dòng chảy mang theo về phương Nam. Ấu trùng lươn có khả năng bơi trong nước, nhưng có lẽ dòng chảy của biển sẽ giúp chúng đi nhanh hơn. Sau 8 ngày tuổi, ấu trùng lươn có hình dạng giống như những con quái vật bước ra từ một câu chuyện viễn tưởng nào đó. Chúng di chuyển một cách chậm chạp, nhưng có vẻ rất chắc chắn. Những sinh vật nhỏ bé này
đang trên hành trình tiến về những con sông ở miền đông Australia. Khi được 1 tháng tuổi, thân hình trong suốt của nó dài gần bằng cái lá liễu. Trong suốt cuộc hành trình, những ấu trùng lường gặp nhiều sinh vật kỳ lạ trong lòng đại dương và nguy hiểm luôn luôn rình rập những sinh vật nhỏ bé này. Chỉ có một số ít ấu trùng lường vượt qua được giai đoạn nguy cấp nhất của cuộc đời. Những con sứa có nọc độc dễ dàng làm tê liệt và giết chết nó. Nhưng chính những con cá mập nhắm vòi với kích thước ngang ngửa với một chiếc xe bus mới là mối nguy hiểm thực sự cho ấu trùng của loài lường. Khi bơi, con cá mập há miệng cho hàng khối nước chui vào và thoát qua các khe màng có tác dụng như một túi lọc. Nó chỉ giữ lại các sinh vật và sau đó tất cả đều bị nuốt chửng. Bãi đẻ trứng của loài lường là những quần đảo nằm ngoài khơi Thái Bình Dương. Sau một cuộc hành trình dài, những chú lường còn đã tiến đến vùng ven biển. Lúc này, thân hình con lường nhỏ dần đi và ngắn lại. Ở giai đoạn này, người ta gọi nó là lường kính, bởi thân thể nó trong suốt đến nỗi có thể nhìn thấy máu của chúng đang lưu thông trong các mao mạch li ti. Những con lường đang cố gắng để tiến về cửa sông nhờ những đợt thủy triều. Không như loài cá hồi, dù lưu lạc ở nơi đâu vẫn nhớ được mùi vị của dòng sông quê hương. Những con lường được sinh ra từ biển khơi này xem tất cả các dòng sông là giống nhau. Để bơi về phía thượng nguồn của các dòng sông, những con lường phải ẩn nấp cho đến đêm. Khi mà bóng tối có thể che chở chúng thoát khỏi những con chim hải âu và các loài chim ăn thịt khác. Thế nhưng, cho dù những con chim đã đi ngủ, thì loài cá rô xanh cho đến tận nửa đêm vẫn tỉnh táo và sẵn sàng nuốt chửng bất cứ con mồi nào lạc vào lãnh địa của chúng. Nguy hiểm vẫn luôn rình rập loài lường trên tất cả chặng hành trình. Bơi 2 tuần trong nước ngọt, con lường lại đổi dạng thêm một lần nữa. Lúc này, thân hình trong suốt của nó đục dần lại và lớp da màu nâu vàng bắt đầu xuất hiện. Đang trong tuổi ăn tuổi lớn, những con lường này cũng thật hảo đói. Nó cũng ăn bất kỳ con mồi nào tìm được trên đường đi. Những con mồi xấu số khó lòng thoát được khỏi những con lường nhanh nhẹn này. Con lường cũng sẵn sàng ăn một loại thức ăn có mùi vị không hề dễ chịu chút nào. Đó là xác chết của động vật mà chúng tìm thấy trên các dòng sông. Để bơi lên thượng nguồn trong dòng nước chảy xiết, con lường phải bơi ở mép bờ. Thế nhưng ở đây, con lường lại phải đối mặt với nguy hiểm từ loài chuột nước, vốn là những tay bơi cự phách của Australia. Một số con lường đã phải bỏ mạng vì loài chuột này. Một điều may mắn là số lượng lường rất đông và những con còn lại tiếp tục lên đường. Trong cuộc hành trình này, đôi lúc lường sẽ gặp phải những bức tường bê tông từ những con đập ở các dòng sông và cuộc hành trình của chúng phải tạm thời dừng lại. Những con lường tập trung ở dưới chân các đập nước và chen chúc nhau giữa các kẽ đá. Tất cả chúng đều mang trong lòng khát vọng tiến lên phía trước. Sự nhốn nháo càng lúc càng tăng. Những con lường bật lên vách đá và trườn lên như một con rắn. Các đập nước với thành đập cao đến 5-6 mét đã khiến những con lường dài 10cm này phải vô cùng vất vả mới có thể vượt qua. Trong đêm, hàng nghìn con lường đã vượt qua đập nước và đến tận sáng hôm sau, trên mặt đập vẫn còn dày đặc những con lường chậm chạp. Loài lường khi ở trên cạn một thời gian ngắn có khả năng hấp thụ oxy qua lớp da ướt. Nhưng khi mặt trời đã lên cao, ánh nắng vô tình làm khô lớp da của chúng và dẫn chúng đến cái chết tức tưởi. Loài lường là những tay leo núi cự phách. Chúng có thể leo qua những con đập cao tương đương với một tòa nhà 2 tầng. Lên đến đỉnh cũng chưa phải là chắc chắn. Một số con bị nước cuốn trôi trở lại và hành trình chinh phục gian khổ kia lại phải thực hiện lại từ đầu. Sau gần một năm trời lưu lạc, những con lường đã tiến dần được đến thượng nguồn của các con sông. Chúng định cư trong những hồ nước và sẽ sống ở đó khoảng 1/4 thế kỷ. Trong thời gian ấy, cơ thể chúng sẽ thực hiện thêm rất nhiều thay đổi. Cuộc phiêu lưu của loài lường giờ đây không còn được tính bằng km nữa mà được tính bằng năm. Những con lường trưởng thành dài gần cả mét. Ban ngày, chúng ẩn mình trong những kẽ đá để tránh kẻ thù và kiếm ăn vào ban đêm.
Chúng ăn giun, những con cá nhỏ, xác của những con chuột túi và những con tôm càng Australia. Nếu không tính đến 2 tháng mùa đông, loài lươn này phải ngủ đông thì cuộc sống của chúng hoàn toàn có thể mô tả bằng 2 từ, đơn điệu. Loài lươn đốm dài 2 mét ở thượng nguồn cũng là mối nguy hiểm với lươn Thái Bình Dương. Con lươn đốm có thể dễ dàng nuốt chửng chúng. Lươn Thái Bình Dương có một khả năng vô cùng quái dị là bơi ngược về sau khi gặp phải chướng ngại vật. Thịt của loài lươn Thái Bình Dương rất ngon và điều đó khiến các ngư dân luôn tìm cách lùng bắt chúng. Có những lúc họ kéo những mẻ lươn nặng đến 400 kg chỉ trong một lần kéo lưới. Những con còn bé sẽ được thả trở lại dòng sông cho nó tiếp tục lớn lên. Còn những con lươn bị bắt thì cuộc hành trình tự do của nó xem như đã khép lại. Từ đây, chúng chỉ có thể lên đường với tư cách hàng hóa mà thôi. Phần lớn, thành phẩm của chúng sẽ được nhập khẩu vào châu Âu và châu Á. Chúng sẽ trở thành lươn hun khói hoặc lươn chiên giòn. Những con lươn nào thoát được khỏi kẻ thù ngay trong lòng sông và may mắn thoát khỏi những tấm lưới của con người sẽ tiếp tục cuộc sống tự do của chúng và chờ đợi đến lúc thực hiện chuyến quay về Thái Bình Dương theo tiếng gọi của bản năng. Mắt của chúng trở nên to hơn để nhìn rõ hơn cảnh vật của biển khơi. Trên thân thể chúng lúc này xuất hiện một lớp vảy ánh bạc giúp chúng ngụy trang tốt hơn trước kẻ thù. Nó bơi xuôi dòng sông và thực hiện cuộc hành trình kéo dài nửa năm, tìm về với bãi đẻ và rồi chúng lại tiếp tục cho ra đời hàng triệu quả trứng. Chúng sẽ lại chết đi và dần tan biến vào đại dương sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thiêng liêng của mình. Những con lươn trưởng thành khi ra đến đại dương đột nhiên biến mất và hoàn thành chuyến hành trình kỳ diệu của nó. Có thể cuộc phiêu lưu của loài lươn vừa huyền bí vừa kinh ngạc. Chúng là loài sinh vật có tập tính kỳ lạ và còn rất nhiều bí ẩn trong đời sống của chúng vẫn chưa được con người khám phá hết. Và bạn nghĩ sao về cuộc hành trình đặc biệt này? Để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận nhé! Ngay trước ngưỡng cửa của thành phố lớn nhất nước Úc là một vùng hoang dã với vẻ đẹp tự nhiên đặc biệt. Được hình thành bởi các lực lượng tự nhiên từ thời kỳ xa xưa, đây là một sự kết hợp của địa hình ấn tượng và một hệ sinh thái có phần mong manh cùng các nền văn hóa cổ đại. Nơi này sở hữu nhiều kỳ quan thiên nhiên hiếm khi được lộ diện với thế giới bên ngoài. Đây là dãy núi Great Blue, một di sản thế giới trải rộng hơn 1 triệu hecta. Nơi đây có một hệ động vật phong phú cùng với nhiều bí mật và các điều kỳ diệu được ẩn giấu. Thung lũng Jameson, những vách đá và rừng cây này luôn trầm mát và ẩm ướt. Khu vực này luôn được an toàn khỏi các thảm họa tự nhiên như hạn hán hay hỏa hoạn. Đây là vùng rừng nhiệt đới ôn đới. Chúng chỉ chiếm 1% diện tích đất của châu lục bé nhất hành tinh. Nhưng nơi đây sở hữu sự đa dạng sinh học và hỗ trợ sự sống cho vô số loài động vật. Khu rừng này được tạo thành từ các loài thực vật có hoa và cây lá rụng, cùng với các loài thực vật chịu bóng râm sống dưới thảm rừng. Đây là một con chim thiên cầm xinh đẹp. Chúng còn được biết đến với cái tên Lyrebird, là loài chim sinh sống dưới đất và thường sống đơn độc một mình theo vùng lãnh thổ riêng. Tuy nhiên, những con chim non chưa có lãnh thổ riêng có thể tập hợp lại thành những nhóm nhỏ. Những nhóm này bao gồm một hoặc nhiều giới tính. Đây là loài chim không có khả năng bay tốt. Để bù lại cho khuyết điểm đó thì hai chân của chúng khá dài, khỏe, có khả năng chạy nhanh trên mặt đất. Đôi chân còn dùng để đào xới tìm thức ăn. Cái tên Lyrebird xuất phát từ con đực của loài chim này. Khi phô trương kỹ năng để tán tỉnh một con cái, lông đuôi của nó giống như một cây đàn lia. Đó là một loại nhạc cụ cổ xưa. Chúng cũng được biết đến là loài chim biết hót lớn nhất của Úc. Bài hát của chim thiên cầm là một sự sắp xếp phức tạp cùng với một điệu nhảy công phu. Nó được sử dụng chủ yếu để tán tỉnh một con chim mái, nhưng chúng cũng có thể sử dụng điệu nhảy đó với mục đích tranh giành lãnh thổ. Ở những khu vực ít được chú ý trên nền rừng, một dạng sống khác đang âm thầm hoạt động.
ẩn mình cho đến khi có một cơn mưa. Ngay lập tức, cơ thể đậu quả của nó xuất hiện. Nấm là những công nhân dọn dẹp của khu rừng. Chúng phân hủy vật liệu hữu cơ chết. Chính xác có bao nhiêu loài nấm trong khu rừng này vẫn là một câu hỏi bí ẩn. Nhưng không có chúng thì những khu rừng không thể tồn tại. Câu chuyện về núi xanh bắt đầu từ hơn 3 triệu năm trước. Những ngọn núi mà ta trông thấy ngày nay từng là một phần của đồng bằng sông khổng lồ. Trải qua hàng triệu năm, các con sông đã tạo ra một lượng trầm tích khổng lồ. Trải qua quá trình biến đổi, cuối cùng biến chúng thành đá phiến sét và đá sa thạch. Theo thời gian, các lực kiến tạo khổng lồ đã đẩy các tầng đá lên trên, tạo thành một cao nguyên rộng lớn có đỉnh cao hơn 1.000 mét ở phía tây. Kể từ đó, lực xói mòn của nước đã tạo ra các thung lũng sâu xuyên qua cao nguyên. Mặc dù những mặt vách đá dựng đứng của nó được tạo ra bởi lực lượng tự nhiên khác là trọng lực. Sự phong hóa của các lớp đá phiến sét mềm làm xói mòn các khối sa thạch khổng lồ. Bị suy yếu bởi các vết nứt dọc, cuối cùng chúng đổ nhau xuống thung lũng bên dưới. Quá trình này vẫn tiếp tục cho đến ngày nay. Người Úc bản địa đã hình thành các bộ lạc ở đây từ khoảng 22.000 năm trước. Và trong hàng ngàn năm đó, họ đã săn bắt và hái lượm và để lại các dấu vết phong tục văn hóa của họ trên vùng đất này. 85% diện tích của núi xanh được tạo thành từ các khu rừng bạch đàn khô. Loài cây này có thể sống sót ở những vùng đất đai nghèo nàn chất dinh dưỡng. Cây bạch đàn có lá cứng và thường có gai. Gần 1/3 trong tổng số các loài chim của Úc sinh sống ở khu vực này. Các rặng núi lộ ra ngoài và vách đá trong thung lũng là nơi sinh sống của nhiều loài bò sát. Thằng lằn và kỳ đà là các loài phổ biến ở đây, cùng với nhiều loài rắn khác nhau. Đây là cao nguyên Boyd. Nó được biết đến là vùng đất cao nhất của khu vực núi xanh. Vùng đất này là nơi sinh sống của một số lượng lớn cá thể wallabies cổ đỏ. Cái tên này của loài được bắt nguồn từ màu lông rỉ sét riêng biệt trên cổ và lưng của chúng. Wallabies cổ đỏ có thính giác nhạy bén và luôn cảnh giác với nguy hiểm. Những con chó dingo nguy hiểm cũng săn mồi ở nơi này và thú có túi nằm trong thực đơn của chúng. Nếu bị truy đuổi, wallabies có thể bỏ chạy với tốc độ hơn 60 km/h. Liếm láp bàn chân và cẳng tay là một biện pháp làm mát hiệu quả. Nhưng đôi khi, đó cũng là một phản ứng đối với sự phấn khích thần kinh. Giới tính của wallabies có thể được phân biệt qua kích thước và tầm vóc của chúng. Con đực trưởng thành có cơ thể vạm vỡ hơn, và thậm chí nó có thể lớn gấp đôi con cái. Echinus cũng là cư dân của khu rừng. Cùng với thú mỏ vịt, chúng là hai loài động vật có vú duy nhất đẻ trứng. Cơ thể được bao phủ bởi các gai, mà thực chất đó là những sợi lông rỗng đã được biến đổi để phòng thủ. Nếu bị làm phiền, thú lông nhím có thể nhanh chóng đào sâu xuống đất, cuộn tròn thành một quả cầu gai đầy đe dọa. Thú lông nhím ăn chủ yếu là mối và kiến. Chúng tiêu thụ tới 40.000 con côn trùng mỗi ngày. Xa hơn về phía đông của dãy núi là bức tường Kanankra. Ở đây, cao nguyên biến mất. Thay vào đó là một thung lũng sâu hùn hút ở 1.000 mét phía dưới. Mùa xuân đến mang theo vô số loài hoa dại. Hơn 1.500 loài thực vật có hoa được biết đến ở đây. Loài cây Waratahs thu hút các loài động vật thụ phấn bằng cách sản xuất một lượng lớn mật hoa. Cây cỏ cò súng thì ít tinh tế hơn. Chúng phát tán phấn hoa bằng cách kích hoạt phần đầu nhụy hình cò súng để phấn hoa có thể bay đi xa. Cây đào kim lương Úc được đặt tên theo các hoa văn trên vỏ cây của chúng. Những dấu vết này được tạo ra bởi ấu trùng sâu bướm Scriplicum. Loài này hiếm khi được nhìn thấy do kích thước có phần nhỏ bé của mình. Ở đây, nó đẻ trứng ngay bên dưới vỏ cây. Khi ấu trùng phát triển, chúng bò lên thân cây và để lại những vết sẹo đặc biệt này. Rải rác trên cao nguyên rậm rạp của núi xanh là những khu vực đầm lầy cói, dương xỉ và cỏ. Đầm lầy đặc biệt này nằm treo leo ngay trên sườn núi.
giống như một miếng bọt biển khổng lồ. Chúng giữ nước lại và dần dần giải phóng vào các thung lũng bên dưới. Đây cũng là nơi sinh sống của một loài thằn lằn bóng nước Úc. Chúng phân bố phổ biến dọc theo các bờ suối dưới thung lũng, lùng bắt bọ nước và các loài côn trùng thủy sinh. Mỗi con sẽ có một lãnh thổ riêng của chúng. Và nếu phát hiện ra một kẻ xâm nhập, con thằn lằn sẽ nhấp nhô cái đầu để cảnh báo cho kẻ xâm phạm biết nơi này đã có chủ. Và thường đối thủ sẽ chọn cách rút lui để tránh xung đột. Có một loài chim đặc biệt của khu rừng. Loài vật này thường được nghe thấy bởi tiếng kêu trước khi có thể nhìn thấy chúng. Đây là vẹt đen đuôi vàng. Chúng là một trong số những loài vẹt lớn nhất ở Úc. Sở hữu một chiếc mỏ khỏe khoắn, con vẹt đuôi vàng có thể tách hạt cây hay bắt sâu đục gỗ một cách dễ dàng. Là một loài chim thích nước, chúng thường đến thăm những con suối chảy qua khu rừng trước khi quay trở lại rừng cây rậm rạp ở các thung lũng phía dưới. Ở rìa của cao nguyên Sa Thạch, những bụi cây bám vào các vách đá dựng đứng. Hầu như không có đất hay chất dinh dưỡng ở đây, nhưng các loài thực vật mạnh mẽ đã tìm ra một cách thức khéo léo để tồn tại. Chúng là loài ăn thịt. Sundews là nhóm thực vật ăn côn trùng. Chúng thu hút con mồi bằng cách tiết ra một chất dính trên các sợi lông bên ngoài, khiến nạn nhân bị mắc kẹt và chết ngạt. Sử dụng các enzyme tiêu hóa, cây lấy chất dinh dưỡng từ con mồi của nó. Xa hơn về phía nam, bên dưới thác nước chảy trên vách đá nhỏ này là cây thông núi lùn. Loại cây trông không có gì nổi bật, nhưng nó hiếm đến mức mới chỉ có 755 cây từng được ghi nhận. Chúng không được tìm thấy ở nơi nào khác trên trái đất, nhưng ở đây chúng sống sót nhờ vào nguồn nước phun từ dòng thác mát lành này. Đó là một lá chắn tự nhiên giúp cây thông tránh khỏi thảm họa cháy rừng. Nằm ở hơn 600 mét bên dưới cao nguyên Sa Thạch, với các vách đá đồ sộ án ngữ hai bên là sông Creuse. Trong hàng chục triệu năm, nó đã bào mòn rõ rệt thung lũng này. Dòng nước băng qua các dòng suối và con thác ở trên cao, đi xuyên qua một rừng bạch đàn rậm rạp. Đây là nơi có những cây cổ thụ vài trăm năm tuổi. Khi màn đêm buông xuống, khu rừng bạch đàn là nơi hoạt động của một số động vật sống trong bóng tối như thú có túi hay sóc bay. Nhưng khi ánh sáng ban ngày vẫn còn đang chiếu rọi, khu rừng này rộn ràng tiếng hót của một loài chim ít được nhìn thấy. Chúng được gọi là chim chuồng, là loài ăn mật bản địa. Chúng có họ hàng gần với chim Noisy Miner nhưng ít phổ biến hơn. Chim chuồng sống thành đàn với số lượng lên tới 200 con, bay lượn, quấy rối và xua đuổi tất cả các loài chim khác ra khỏi lãnh thổ của chúng. Thi thoảng, khi điều kiện thời tiết thay đổi, các thung lũng của núi xanh biến thành một biển mây khổng lồ. Hiện tượng này được gọi là nghịch đảo nhiệt độ, xảy ra khi không khí ban đêm mát mẻ từ cao nguyên thổi xuống, đi qua không khí ẩm của các thung lũng bên dưới. Ở phía bắc của núi xanh là công viên quốc gia Wollamie. Đây là một khu vực hoang dã rất lớn ở Úc. Một số khu vực quá xa xôi và hẻo lánh, phần lớn chúng vẫn chưa được khám phá. Và ở đây, trong một hẻm núi biệt lập, tồn tại một khu rừng cây lá kim bí ẩn. Cây thông Wollamie là một trong những loài cây lâu đời và hiếm thấy nhất trên trái đất. Việc phát hiện ra khu rừng còn sót lại vào năm 1994 được ca ngợi là phát hiện thực vật của thế kỷ. Loài cây này được cho là đã tuyệt chủng trong 2 triệu năm. Có ít hơn 100 cây thông trưởng thành mọc trong tự nhiên. Cho đến nay, vị trí của chúng vẫn là một bí mật được giữ kín với công chúng. Phong cảnh ở vùng Wollamie trông không giống với bất kỳ nơi nào khác. Đá sa thạch ở đây chứa các vỉa mỏng của đá sắt, có khả năng chống lại thời tiết tốt hơn so với đá sa thạch bên dưới. Chúng tạo ra những hình dạng mái vòm độc đáo. Dãy núi xanh là nơi có số lượng hẻm núi lớn hơn so với bất kỳ nơi nào của Úc. Các dãy núi này phần lớn xuất hiện ở vùng hoang dã Wollamie, được hình thành khi một dòng chảy chảy qua một vết nứt dọc. Theo thời gian, nó cắt một rãnh sâu xuyên qua đá sa thạch. Một số vách đá hẹp chỉ có chiều rộng khoảng 1 mét và sâu tới hơn 30 mét.
và sống trong mê cung ở bên dưới những khe đá này là loài tôm nước ngọt Sydney Spiny Crayfish. Chúng ăn các chất hữu cơ đang phân hủy, và thậm chí chúng được biết đến là ăn thịt cả những con tôm con cùng loài. Tỷ lệ sống sót của tôm nhỏ khi đến độ tuổi trưởng thành là 1 trên 1.000. Đến nay, các nhà khoa học vẫn chưa thể xác định chính xác tuổi thọ của loài tôm này là bao lâu. Nhưng có một số phỏng đoán, chúng có thể sống đến hơn 50 năm. Ở trên cao, trong hẻm núi khô cằn, có một chiếc tổ được xây dựng từ cỏ và rêu. Đây là nhà của chim mỏ gai nâu. Trong mỗi mùa sinh sản, con chim mái thường đẻ 3 quả trứng và chúng sẽ ấp trong khoảng 20 ngày. Được ẩn giấu trong một khu vực kín đáo, tổ của nó an toàn trước những kẻ săn mồi. Núi xanh thực sự là một vùng đất hoang dã lạ thường. Thế giới ẩn giấu của nó là ngôi nhà của các loài sinh vật độc đáo, quý hiếm và đang có nguy cơ tuyệt chủng. Các hệ sinh thái ở đây rất mong manh, một số không tồn tại ở nơi nào khác. Có một sức mạnh không thể nhầm lẫn trong vẻ đẹp và quy mô của cảnh quan này. Và bạn có ấn tượng gì về vùng núi tuyệt vời này? Để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận nhé!